Vì chúng ta thường làm những gì chúng ta muốn, mà muốn càng nhiều thì tiền càng nhiều. Nhưng mà khách hàng chỉ sẵn sàng trả tiền cho những cái mà người ta cảm thấy là gì nào, phù hợp với người ta, người ta có nhu cầu thôi. Vì vậy hai cái đó nó gặp nhau thì chúc mừng anh chị. Nhưng mà khi mà cái muốn chúng ta nó cao lên, cái muốn này và cái khách hàng cần này, đấy là chủ quán nhé, và cái khách hàng cần này, và em hay gọi là gì nào, chúng ta cần lựa chọn những cái khách hàng nào trước khi chúng ta phục vụ. Hiểu không anh chị? Chọn sai đối tượng phục vụ là chúng ta mất rất nhiều nguồn lực. Bình thường đang mở một cái quán ở phía trước như thế này, đang bán mang đi, đang bán ở trong cái khu đó, cứ mang đi 15, 20, 25 nghìn thì vẫn đang hoạt động hiệu quả. Cái tự nhiên là nhà thì lấy nguyên cả cái dãy nhà trọ để làm ấy, cho nó nhiều đất hơn. Thì khi lấy lại cả cái dãy nhà trọ và kéo cái quán vào trong, đặt bàn ghế ra, chi phí đầu tư ban đầu nó tăng lên. Chi phí đầu tư bàn ghế đó nó tăng lên. Ví dụ bàn ghế này, đồng ý không? Bàn ghế sân vườn rồi trang trí decor, diện tích sử dụng tăng lên, nhưng mà giá thì không được tăng bao nhiêu cả. Mà chi phí ẩn thì nó đội lên. Và lúc đầu thì đang bán take away, đang lời vậy, đang có đồng vào đồng ra. Tự nhiên mở ra cái mô hình này thì khách này cần phục vụ nhanh, người ta không đến được nữa. Tại vì anh đưa thõm vào trong rồi, làm sao mà tôi ghé qua tôi mua của anh được nữa. Đúng không? Và dần dần thì gì? Mình đầu tư nhiều hơn nhưng mà chưa chắc lại hiệu quả hơn. Nên kinh doanh nó có một bài toán làm thế nào để chúng ta phục vụ đúng cái mà khách hàng cần, với cái ngưỡng mà người ta sẵn sàng chi trả, được không anh chị? Và đó là bài học đau thương rất nhiều. Và rất nhiều chủ quán là gì? Rất muốn thuê cái này, rất muốn làm mô hình này. Nhưng mà hỏi rằng là nếu như mà mình đẩy lên cái giá khoảng ít 10 lần thì mình nên làm. Tại vì chi phí ẩn của nó tới 10 lần cùng ngồi lại. Nhưng mà ngồi lại ở đây giả sử một ly này 16.000 thì bên này 160.000. Thì nên làm. Chứ nó lên tầm khoảng 1,5 lần làm luôn anh chị. Vậy thì nó có 3 mô hình thôi. Có 3 mô hình. Nhưng mà sao? Khi mình làm mô hình này thì cái mức độ gọi là gì nè, mức độ gọi là độ nhạy cảm về giá đó, so với cái mô hình này, mô hình này rất nhạy cảm về giá, nhưng mà mô hình của khi mở ra những cái quán đẹp như vậy, đồng ý không, 120.000 hay 160.000 hay 140.000 hay thậm chí 180.000, khi mình vào đó đó mình không khe lắm, cả nhà đồng ý không? Chứ làm nhờ nhờ như thế này là rất nhiều. Tại vì tôi không sẵn sàng trả cho anh thêm nhiều tiền để tôi hưởng dịch vụ. Và bản chất cái này là bán sản phẩm. Nhưng mô hình của anh chị khi mà X10 lên thế này là người ta bán dịch vụ. Còn cái này á, sản phẩm cũng không tới mà dịch vụ cũng xong. Nhưng mà tiền chi phí ẩn của dịch vụ nó quá lớn. Tiền nhân viên, tiền mặt bằng, tiền wifi, tiền điện nước, đồng ý không? Tiền để duy trì, bảo dưỡng. Đó, tiền để xe, tiền tùm lum các thứ nó đổi lên. Và cái này thì sản phẩm không xong mà dịch vụ không tới, mấy ông nhờ nhờ. Còn tôi mà bán như thế này là bản chất là tôi đâu bán ly nước đâu, có bao giờ tôi đăng cái ly nước lên đây đâu. Nhưng mà bản chất của mô hình này là tôi bán dịch vụ. Còn bản chất mô hình này là tôi bán sản phẩm. Thà anh bán sản phẩm, thà anh bán dịch vụ, đừng làm nhờ nhờ, được không ạ? 5-10 phút vậy thôi nhưng mà nó mở ra một cái gì đó, lựa chọn mới cho anh chị em. Để làm sao? Để khi mình bắt đầu với một mô hình mới, mình định vị mình là sản phẩm hay dịch vụ. Chứ đừng có thu tiền sản phẩm mà bán theo kiểu dịch vụ như thế này. Thuê một tiền, một bạn nhân viên mà ngoài là toilet, chỗ để xe rồi các thứ nó bày ra. Mà chi phí ẩn đó nó muốn lấy cái điểm bán của mình. Cả nhà hiểu không ạ? Ở đây càng lâu thì chi phí ẩn nó muốn mình càng nhiều. Và cuối cùng là mình không thể nào chi trả được nữa. Nên một là làm sản phẩm, hai là làm dịch vụ như kiểu của đây. Em hay hỏi cả nhà đó là gì nào? Hai cái này mà nó cân bằng thì chúc mừng anh chị. Còn cái này mà nó cao hơn thì anh chị phải trả tiền cho chân lần. Tại vì khách có hưởng đâu. Mà khách không hưởng thì người ta kiếm ở chỗ khác, người ta trả chi phí hợp lý hợp lệ hơn của người ta chứ. Anh chị biết là sản phẩm á, mà để từ 7 điểm, tức là 6 điểm, 5 điểm là từ nó không lỗ nha anh chị, 6-7 điểm mà lên 10 điểm, để một cái khoản này là chi phí nó đầu tư anh chị, nó phải gấp 4, gấp 5 lần. Chỉ cần nhích cái từ 7 điểm hoặc thậm chí từ 8 điểm lên 10 điểm, nó phải gấp 5 lần nữa thì nó mới lên 80 điểm. Nên chúng ta có những mâu thuẫn trong nội tại của mình. Nói, làm cái này đó, có tiền đó, nhưng mà mình chỉ muốn cái này thôi. Thì chừng nào còn muốn, thì chừng đó là gì nè?
con phải trả tiền nhân viên, con phải trả tiền sân vườn, con trả tiền cây cối, con trả tiền wifi, trả tiền nước lọc, đồng ý không? Và có sẵn sàng thu giá của người ta gấp 10 lần không? Không. Tức là sao? Tức là từ trong tư tưởng rồi. Nên em hay nói vui, đôi khi anh chị phải đến gặp ông Nguyên một lần để coi mình có tư tưởng không? Tư tưởng nó là chết rồi, đem ra sản phẩm dịch vụ của mình cùng làm y như vậy. Và anh chị biết rất nhiều quán ở trường đại học nó ra đi với mô hình này. Cứ 6 tháng đổi chủ, 6 tháng đổi chủ, 6 tháng đổi chủ, 6 tháng đổi chủ. Tại vì sao? Tại vì nó quan tâm những cái bạn mà chơi net, lướt wifi, lướt chơi game này, đúng không? Rồi hút thuốc này, đánh bài này, nó vào. Và khi đó cái khách này không đến nữa. Khi anh chị hút cái tệp này thì cái tệp này nó không đến nữa. Và bỏ thì thương, mà vương thì nặng. Bỏ cái tệp hút thuốc, đánh bài và ngồi cà khỉ ở đấy là thương. Mà mở ra mà không có tệp này đến thì nó rất buồn, đúng không? Mở ra nó đến thì lại nó đến, nó kéo cả đám tới, nó uống ngày có ly. Rồi bắt đầu mới ra quy định là gì nữa? 2 tiếng là phải đổi bát wifi một lần. Rồi bao nhiêu quy định, rồi bắt đầu lên bóc phốt không? Độ nhạy cảm về giá của mô hình này cực kỳ lớn. Anh chị mà điều chỉnh 5.000 người ta là ối rồi ôi liền, đúng không? Anh chị phải hiểu là gì nữa? Cái muốn là một việc, nhưng mà cái khách hàng người ta chỉ trả tiền cho cái người ta cần thôi. Nhưng mà đau khổ là mấy ông chủ quán thường làm cái mình muốn, đúng không? Và cái mình muốn là đây này, tôi cần có nhân viên để tôi ngồi đằng trong cho nó nguy hiểm, đúng không? Tôi cần có những cái này, sân vườn quán, nó phải ra cái quán chứ, đúng không? Rồi mang cái tư duy chỉ thu 1.5 tiền thôi, để không đủ khấu hao. Nhưng mà nếu như anh chị giảm ra giùm em, anh chị thu phí khấu hao trong khoảng 10 năm thì anh chị nên làm, hiểu không ạ? Và mình xác định rằng là đó không phải là nơi kiếm tiền của mình thì mình nên làm, mà đó là nơi tiêu tiền của mình. Ví dụ tôi mở ra cái quán để có chỗ tôi ngồi cho nó vui, đúng không? Thì mình nên làm. Nhưng mà khổ nổi là nên là em nói rất rõ những cái này để mà anh chị thấy sao khi mình có cái sự sai lệch gì đấy, mình làm cho nó chuẩn, đúng không ạ? Mình điều chỉnh lại một tí xíu thôi là anh em mình bớt vất vả rồi, đúng không? Anh em mình bớt vất vả là sao? Tại vì sao? Khi mà anh chị dùng nguồn lực của cái này, anh chị có phải trả tiền cho nó không ạ? Có chứ. Mình dùng nguồn lực này mà mình không trả tiền, tức là sao? Mình lấy của cái người cần, mình lại cho cái người mà sẵn sàng trả cái giá này. Mà giá này là do ai quy định? Mình hay khách hàng? Mình quy định. Mình tự bóc cổ mình, hiểu không? Vẫn phải trả tiền cho anh em mà lại bóc cổ mình thì rất khó để chúng ta đi lâu dài được. Và anh em nó cũng khó để trung thành với mình lâu dài. Làm với ông mãi có thấy tăng gì đâu. Còn trong khi anh chị bán cho cái mô hình này, ví dụ của một ly thức uống là, ví dụ em nói là 120.000 đi cho nó dễ tính đi, thì anh chị có sẵn sàng đưa 150 luôn không? Khỏi thối không? Nên là cái mô hình này nó không sống bằng cái tiền lương, mà nó sống bằng tiền tip, hiểu không ạ? Nên khách cũng tự đến, mà nhân viên cũng tự đến. Còn mô hình nó đang ke này các rắc về giá thế này, nó đâu có thể nào mà 35 mà đưa 50.000 mà không thối được, hiểu không ạ? Nên những mô hình này ngày càng xấu, những mô hình này ngày càng ngất ngất. Còn những cái mô hình này thì những cái mô hình này á, nó chỉ sống khi nó làm chuỗi như kiểu quả. Và nó gì nè, nhớ làm chuỗi và nó quản lý theo chiều dọc và chiều ngang. Các cái quán này nó cũng thông với nhau, các chương trình chính sách nó cũng chạy thông với nhau thì nó sống. Còn nếu mà làm chuỗi mà tới đây nó tặc, tới đây nó tặc, tới đây nó tặc thì nó chạy. Mà để nó thông theo chiều ngang thì cái cơ chế vốn của nó đó, cái cơ chế mà chia lợi nhuận đó, là nó chia lên tổng. Nên nó càng mở nhiều điểm bán thì thương hiệu nó càng mạnh. Còn nó mở mà điểm nào nó block điểm đó, một cái chương trình khuyến mại không áp dụng cho tất cả các điểm, thì nó có một cái vấn đề là ông nào thì lợi nhuận trên điểm của ông đó tự quản lý và nhượng quyền đấy, thì nó tầm khoảng là gì nè, 2-3 năm là nó quay về cái số quán là gì nè ban đầu. Tại vì sao? Tại vì khi mà ông còn càng có nhiều tiền, ông trên này có nhiều tiền thì ông càng mở càng nhiều điểm ra, và các điểm đó mở ra nó cạnh tranh với các điểm cũ, cả nhà hiểu không? Một ông chơi mà đưa tiền cho ông khác mở điểm xong nó quay ra, nó ảnh hưởng đến doanh thu của mình. Theo chị, cái vòng độc lọc đó nó có khép kín không ạ? Vòng nó đã hở rồi, nó hở rồi thì nó phải đứt thôi. Cái mặt nước nó chạy, cái mặt nó chạy mà tới đây nó hở rồi thì nó phải đứt thôi. Chẳng qua nó nối ban đầu do ông này thiếu kiến thức, thì ông đến với ông này để có kiến thức, đúng không? Sau đó kiểu gì nó đổi ra một cái nhãn hiệu khác để nó làm,
Và anh chị thấy là mô hình nào thì lợi mình, lợi người và lợi cho nhiều bên ạ? 1, 2 hay 3? 1, 1 và 3, đồng ý không? 1 và 3. Còn cái mô hình này thì vẫn còn muốn lắm, đồng ý không? Em muốn như thế này, em muốn như thế này, đồng ý không? Và muốn càng nhiều thì khách hàng người ta chỉ sẵn sàng trả ở cái mức này. Hỏi anh muốn như thế này mà anh có sẵn sàng thu cái giá này của khách hàng không? Mà nếu không dám thu thì em khuyên là cũng đừng nên mở, đồng ý không? Anh cứ làm mô hình này mà anh thu giá kiểu này thì em chấp nhận anh. Nhưng mà để thu giá được kiểu này thì anh điều chỉnh cái này, có khi anh lại nhích lên một tí xíu cho nó luxury lên một tí thì anh mới thu giá đó nó tương xứng được. Cảm ơn bạn đã xem hết video clip của Nguyên Vin 3. Và nếu như bạn thấy cái video này hữu ích, hay là bạn có một cái quan điểm nào đó về cái video này, thì hãy comment bình luận xuống bên dưới nhé. Mình rất sẵn sàng và đón nhận những cái comment phản hồi của bạn để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.